nói cứ lên đại đi rồi bây giờ thì cứ hát đại rồi sao sao có gì đáng em nhắc tụng rồi giờ em chọn câu nào bây giờ em chọn câu nào mời 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 cô là bước lên đây 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 rồi để hết chỗ rồi. Hôm nay Kiều Phượng Loan xin diễn một trích đoạn của vở tuồng Tiếng Trống Mê Linh. Dẫn chữ đại diện hình ở phía trên sau phần quảng cáo chương trình sẽ trở lại cùng với quý vị.